Hello, và xin chào các bạn quay trở lại với channel của mình. Mình là Joker. Và chào mừng quay trở lại với Little Miss Fortune. Và tại sao hôm nay mình lại nói cái giọng này? Mình cũng không biết tại sao nữa, thực ra là mình biết đấy. Tại vì là lần trước các bạn ấy, có một bạn comment ở phía dưới phần mô tả video của mình. Nhầm, phần comment của mình đó là: anh thử một lần đừng nói giọng Bắc nữa. Đấy, nên là hôm nay mình sẽ nói cái giọng mình mà mình tự nghĩ ra như thế này. Mình méo biết là mình đang nói cái giọng gì nữa, mặc dù là mình nói không méo tử tế tí nào. Mình thấy kệ, mình sẽ nói cái giọng này một đoạn đầu, và sau đó mình không nói nữa tại vì mình nghe ngứa đít quá à, không chịu được. Ok, giờ chúng ta quay trở lại nha. Như vậy là ở tập trước chúng ta đã đến cái giai đoạn đó là đám cưới chuột, quán ba chuột, và tìm được một cái gói kẹo bạc hà. Và đương nhiên rồi, thấy một gói kẹo bạc hà đấy thì mình cần phải hốc thử một viên. Và hốc xong thì mình bị phê đấy. Trong cơn phê, nàng là nàng tỷ phú. Còn tỉnh cơn lũ thì nàng mới thấy mình bị ngu. Giờ nàng tỉnh dậy rồi và nàng sẽ tiếp tục đi tiếp kệ những cái lũ chuột đang nhảy ba sàn và kệ nó. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đi sâu hơn vào trong cái hang nguy hiểm và đáng sợ này. Thì trong cái hang này có gì đây? Oh, hello. À, và ngoài ra một điều nữa các bạn ạ, đó là bây giờ mình để các bạn có lựa chọn, đó là bật phụ đề hay không. Nhưng mà nào mà hiểu tiếng Anh hoặc là không muốn bật phụ đề thì các bạn có thể xem cái tựa game này cách bình thường. Còn nếu bạn nào muốn bật phụ đề tiếng Việt ấy thì hãy bấm vào nút CC ở phía dưới này là có thể bật được phụ đề tiếng Việt. Ok, rồi chúng ta cùng tiếp tục. Mình làm thế cơ bản là mình không muốn để các bạn bị phiền. Oh, hello, bà già chuột. I think I recognize her. She's the owner of the club back there. Wow. Looks like she was robbed. Oh, I bet it was that hamster with the black mask. Yes. Bà già này. Looks like you helped the criminal escape. Oh, damn it. Does that mean I'm a criminal? Oh, no. Of course it does. Oh, really? Oh. Please don't tell on me. No. Your secret is safe with me. Trời ơi. Tức là mình vừa làm phước phải tội. Mình vừa giúp một thằng tội phạm trốn thoát. Oh no, sao mình có thể làm được vậy? Tức không thể tin nổi. Bà ơi, nhưng bà này là chủ câu lạc bộ thì bà cũng căng lắm chứ, mà sao bà già vậy ta? Trời, bà già lại đang tuổi hồi xuân mà chơi ghê á. Hello bà già. Hello bà có làm sao không? Bà ngã hả? Ủa, mình có thể vẩy được cái kim tuyến của người bà, nhưng mà bà có phải không thích lắm. Oh. Excuse me, do you need assistance? Bà béo có tâm luôn. Hey, Miss Fortune, we need to find a way out now. Như vậy chúng ta phải làm gì? Happiness is still out there. Okay. Okay, I'll look around. Hãy cùng đi tiếp nào. Hãy đi tìm đường ra. Ô, không có cái nút ở đây. Nhưng có vẻ như cái nút này. À. I wonder what this button does. Yeah, bấm thử luôn đi. Cần gì phải quan tâm. Another. Mình sẽ treo cái hàng ở bên ngoài. Yeah. Found the way out. Thank you. Yeah, nó không khó như tôi tưởng. Đi lên thôi. À, mình có thể trèo lên đây hoặc là sống ở dưới cống. Ủa, sao lại là cái cống? Thôi dậy, mình trèo lên, tại vì là mình không thể sống trong này mãi được. Rồi hôi thối, rồi chuột chiếc các thứ, lại còn ba sàn. Những cái thứ này không tốt cho những đứa trẻ lên ba các bạn ạ. Đây là cái cống. Như vậy cái hang đấy nằm dưới cống. Vài cống này có thể đang dẫn đến thành phố các bạn ạ. Hay đấy, hay đấy. Đến mức này hay đấy. Stop, không được đi tiếp. Ủa, tại sao lại không được đi tiếp, tôi không hiểu. Tôi kệ đi. Cái gì đây? Hạt sẻ à? This looks just like a movie I saw on TV. Trời ơi. Guys, I'm telling you. Trời ơi. We need to clear the world. Một gang chuột sản xuất ma túy với lại là tiền. We need to activate. Okay. But how? With a slingshot. What slingshot? This slingshot. Ah, that's wow. Okay. Như vậy là mình đã có trên tay một cái ná cao su. Và với cái ná này mình sẽ cần bắn được chúng vào cái nút. That's really clever, Miss Fortune. I know, thank you. Rồi, hãy sử dụng cái nút chuột này để ngắm và bắn. Ôi, nó không nhận ra à? Óc chó. Thật rồi, cố lên. Thiện xạ bắn gắn ni mà lại thế này à? Góc siêu cao. Đây, còn nữa, khó thế. Rồi, yes. Ôi, đi rồi. Má, những con chuột túi to bằng người. Khủng khiếp ạ. Ok, đã thoát rồi. Giờ mình đi tiếp đúng không?
Yes! Well done, Miss Fortune. Yay! Thật tuyệt vời! Tôi vừa thoát ra khỏi hang ổ của bọn ma thúy. Không biết được lấy cái gì đây không? Có cái gậy bóng chày. Ô, từ. Đây là bình hạt sẻ. Squirrel Speed. Cái này giống như kiểu là một loại ma thúy của bọn sóc à? Đi đây. Project Daddy House in the basement. Okay. Trời ơi, bố chơi cái loại này hẳn nào thể ra một đứa con ngáo thế này đây. Còn tiền nữa chứ, mình lấy tiền không? Nhưng mà tiền này tiền chuột mà. Tiền đấy không ta? Vẫn tiêu được không? Yes. Đây chính là hạnh phúc vĩnh cửu. Cái thứ gì không mua được bằng tiền sẽ mua được rất nhiều tiền, hiểu không? Well, your mommy is wrong. Không, em không nghĩ vậy đâu. Nhà có nhiều tiền thì mẹ cũng sẽ không bao giờ có bản khủng khiếp như vậy đâu. Hiểu không? Let's go đi đây nào. À, chào đây. Hạnh phúc vĩnh cửu nó nằm ở đây chứ đâu. Ok, đi tiếp. Lên trên rồi các bạn ạ. Ô, có cái tàu điện đi qua này. Hey, you. Xịn phết. On the other side of the screen. Listen, I know it must be hard not knowing much about our little lady's future. Will Miss Fortune really die? If so, how will she die? And when will the evil fox kill her? Will she find the eternal happiness? I personally hope she does. Act normal. She's coming. Mình cảm giác như là kiểu wow. Oh, Miss, mình cảm giác như kiểu đó là hãy phúc vị kiểu là con này sẽ chết thì sao ấy. Congratulations. Tại vì cuộc sống nó bây giờ quá khổ ấy thôi. We're one step closer to the grand prize of eternal. Cuối cùng là có bao nhiêu bước thì mới đến? Right, because I'm not allowed to be outside this lake, you know. Don't worry, it's not far from here. Ồ, sao đến rồi hả? Let's go tiếp. Có cái bảng mất tích ở đây này. Một cô gái khá là xinh mất tích. Hello, cô gái mất tích. Tôi không thể tìm được cô đâu. Gọi 112. Sao không gọi chỉ một cái gì 112 chắc là bên nước bên này nó như thế. Maybe I should go back home. Bye. Không được. I can protect you. Really? Yes. Alright. Bà già vừa đi qua nhìn khiếp vãi. Các bạn nhận ra cái bà già vừa đi qua không? Cái mặt bà già cười như kiểu là bà vừa lên cơn phê thuốc vậy. Này, ui. Hello. Hello. Oh shit. No. Tôi không biết cô là ai ấy. Hello. Oh shit, no, vô diện ạ, à. Chạy, nó chết mình rồi. Oh, look, hello, Benjamin, hi. Oh, bà không định làm gì mình you à, know, bye vô diện. If you ever want to hang out or something, I'm available. Don't engage with that. Nó viết cái gì đây? Fox. I told you. Fox đây là giấu những đứa trẻ của bạn đi, nó viết ngược thôi. Hi này. Benji, are you a wild, dangerous fox? Lại chạy. No, thank you, don't sao mày không nói tiếng người đi? Let that wild beast run off. I don't want anything bad happening to you. All right. Giấu những đứa trẻ của bạn đi. Ah, this is Benji's stuff. This is absolutely the best. Con bé đấy, con cáo đấy đang cố gắng viết được tiếng người. I didn't know Benjamin was so creative. Creative? That looks like a child has drawn it. What did you just say? Oh, I didn't mean it like that. Huh. Hey, shouldn't we be focusing on finding the prize? I'm focused. Định mệnh nguy hiểm vãi. Mình càng ngày mình đang đi gần hơn này. Mình đang đến một cái công viên ở đấy. Công viên Kloss. Are we going to the park? Yes. Okay. Hãy cùng đến công viên. Mình cảm thấy có vấn đề rất nguy hiểm. Ôi dồi ôi. So, don't you fuck. Oh. Miss Fortune. What? Language. App. Định mệnh. Láo thật đi. Mẹ con lá lờ này. Không được chấp nhận được. Đi tiếp ra. Mr. Voice. Tất cả những người này đều đang mình cái mặt nạ. Đây là thế giới bây giờ biến thành như thế này ư? Yes, of course. They lived happily ever after. That sounds nice. Oh, tội nghiệp con quả con. I want to win. Thì mày đáng vậy thế, mày cắt con chó mất não của tao. I wish I could give her some happiness. My sparkle doesn't work with her. Oh, that's really sweet of you. Thank you. Oh, would you like to try? Đi đâu chim cắm đầu đất đấy, định mệnh. Em là dũng sĩ giết chim. Don't be silly. Here you go. Happiness to Mr. Voice. Yay! Oh, wow.
Thank you. Anyway, let's go find the prize and make mommy proud. Yes. Oh, shoot. Đi đến đâu là chim rụng ở đấy, định mệnh ạ. Tôi thề tôi mà lớn lên, chắc chắn là tôi phải hot lắm. Ok, đến công viên rồi. Cái gì đây? Đây cũng là biểu tượng của con quỷ này, có sừng này. Định mệnh tiến đạt ạ. Đáng sợ. Ma càng đi càng đến ghê hơn. Don't feed the bird. Đừng cho chim ăn. Tôi có gì để cho chim ăn đâu. Chỉ có mấy anh đi Segway hay có thức ăn cho chim thôi. There's a lot of sweet poetry written on the bench. Death is alive and it's eating from you. Sign Anne. Interesting. What do you think? Miss Fortune, do you really need to read those poems? Có đọc cái... Bây giờ là mình có nên đọc những cái đoạn thơ ở trên cái ghế này không? Tôi không biết nữa. Nhưng mà tâm hồn thi ca của tôi bảo có nên tôi sẽ đọc. Tại sao lại không có chứ? Listen to this one. Balls hanging too low. No signature. Where are they hanging from? Oh look, a drawing of a cat. Come on, Miss Fortune, let's go. All right. Mình không hiểu lắm nó liên quan đến cái gì nhưng mà thôi kệ, mình đi tiếp. Oh, hello. It looks like Kevin. Mong biển ạ. He used to sit in the sandbox next to school. He didn't have any clothes on and the police officer beat him with a stick. Too bad you don't have any fish to offer the seagull. They love fish, you know. Are you trying to make me feel guilty about the fish from earlier? Oh, đúng. I made a hard decision back there and I stand behind it. I understand, Miss Fortune. I'm just saying. Well, stop saying. Đáng nghĩa là mình nên mang đi con cá đấy. Khổ thân mình đá con cá xuống nước rồi, tại vì nó có mùi cá. Khổ ghê, mùi khả nghi. Có một cái xích đu, cái ngựa đây, không biết là mình có chơi được không? Thế đây được không? Would you like to ride the royal horse of the park? Yeah, sẽ sao được không? Làm phát, trả tội gì nhở? Royal horse, you say? Ngày xưa mình hay lái với con này, mình thích với con này. Okay. Đó, trả lên. Yay! Look at me. Định mệnh, cái con ngày xưa của mình đâu như thế này. Stop it. Khổ vãi. Cái con ngày xưa của mình đâu như thế này. Nó nhún đi, lên xuống này. Nó không có rất là unfortunate. Are you alright? Mà con kia ngày xưa có vẻ cái nhét sèng mà cơ, chứ phải cứ ngồi lên được. Of course, you are really tiny and you could break. I broke my arm once. So, you know what I mean. Đi tiếp thôi. Mình không, chắc không mình không chơi ở đấy đâu, nguy hiểm vãi. Cắm đầu đất con ngựa này, đúng ngựa hoàng gia khác. Người ngồi trên nó phải có kỹ năng nhất định đấy. Check out that duck. Let's just what go, Miss Fortune. You don't want to get involved with ducks. Don't be silly. Ducks are political. Vịt Eminem ạ. And look, he's carrying a boombox. This could be my opportunity to finally dance for real. Yeah. Would you like to show me some of your dance moves? Ok, nhảy luôn em. Yeah, nhảy đi, làm quả nhảy xem là nhảy kiểu gì. Of course, check chắc, this chắc, out. Chắc. Căng phết. À con kia nó nhả khói vào. Định mệnh thả khói ạ. It's okay. That was unfortunate. What are you talking about? That was normal. Oh, if you say so. Thôi đi tiếp đi. Thôi đi đi, khiếp, nhảy cái gì nhảy lắm. Kệ con kia đi, nó đang hút thuốc mà. Mẹ mày, ung thư phổi chết cụ mày đi. Xúc vật. À, con chơi này không kệ. Mình không chơi trò chơi nữa, tốn thời gian quá à. Đi tìm hạnh phúc vĩnh cửu với cha mẹ nào. Rồi mình biết là con đấy là cái thằng giọng nói đang lừa mình. Ồ. Này, cô được đứng đấy, kiểu đấy. Nhìn cái mặt cô tôi ghét quá. Cô đi rồi. Mỗi người đều treo trên mình một cái mặt nạ. Không hiểu. Trốn đi rồi. Bla bla bla, kiểu là trốn giấu đứa trẻ của bạn đi đấy. Cái biển toàn ghi thế. This looks like the art of Benjamin, don't you think? I think it's garbage, and it should be erased with fire. Art of my God! I see great potential here. He's obviously very artistic. Just ignore it. Let's keep playing my game. The prize is closer than you think. Really? Alright. Tôi sẽ đi tiếp, tôi kệ nó. Mặc dù tôi cảm thấy như là tôi càng đi, tôi càng gặp những cái thứ hiểm họa bất thường hơn. Hey, hello mấy chú chim. Oh, mình cảm nhận rồi, đấy có thể là một đống tiền. Một căn nhà nhỏ nằm trên một kim cương, hợp lý. A pet cemetery?
That sounds like the best place to end the game. Exactly my thoughts. I'm glad you feel the same way. Oh no. Oh no. Ủa nhưng mà bên nước ngoài này có cả Nghĩa Trang và thú cưng cơ à? Căng phết. Nhưng mà tôi sắp đến đấy rồi các bạn. So, I was thinking while we're walking, mind if I ask you a couple of questions? Không, tôi là người im lặng. Questions. Great. Just answer as honestly as you can. Tôi sẽ cố gắng. First okay. question, have you ever stolen anything? Mình đã lấy các thứ gì chưa? Mình nghĩ là cá là ai cũng đã từng lấy các thứ gì ấy rồi. Ngày xưa là mình có móc tiền từ trong con lợn ra để mình lấy tiền đấy để mua thẻ game. Mình nghĩ là ai cũng làm vậy thôi. Không à? Mỗi mình à? Ờ. Ok. Mỗi mình. I stole my friend's Swiss Army knife once. Wow. I felt so bad. I buried it in the yard and never told him. Oh, I'm so sorry for the both of you. Second question. Are you happy right now? Nói với tôi hay là nói về con bé này? Con bé này nó kiểu nó không biết gì, nó cũng thấy hạnh phúc. Nhưng mà mình thì mình thấy bình thường. Bạn hạnh phúc không? Yeah, tôi nghĩ tôi vẫn hạnh phúc. Kể cả con bé tôi vẫn hạnh phúc, tôi thấy khá là ổn. Mọi thứ đều khá là ổn. Yeah. Ờ, ngoài thứ đấy người chết rồi, ma túy rồi, người trong cổ các kiểu, có gì đâu. Thấy được yêu không á? Được yêu bởi cái gì? Không, mình không nghĩ là con bé được yêu đâu. Bố mẹ nó, bố thì ném đá vào đầu thì mẹ hốc rượu cả ngày ấy. That's why I like my Stony so much. He's just a rock and doesn't get angry or sad. I wish I could be like that sometimes. Thank you for your honesty. You're welcome. Look, we arrived at the pet cemetery. Đấy rồi à? Nghĩa Trang là thú vật. Thêm một đứa nữa mất tích này. Ngoài con bé tóc dài, thêm một thằng nữa nhìn kiểu châu Á một chút. Trời ơi, ông có phải là Kim Jong Un không? Oh, khá là giống. Em họ. Shake this out. More kids are missing. Gọi 11. Đây là số 2 sao ấy? You won't go missing. We'll go back home right after we find the prize. Okay, nice. Có khi nào mấy đứa bé này cũng đều thế không nhỉ? Cũng đều đi tìm cái phần thưởng này và sau đó đi mất tích không nhỉ? Sợ vậy. Mình đang đi vào cái Nghĩa Trang thú vật rồi. The prize of eternal happiness. Yes, where is it? I have hidden it in one of the graves. Nhưng vậy là mình I sẽ phải đào mộ ở. Which one? I'll give you a hint. It's where the goldfish is buried. The goldfish. All right. Must I dig with my tiny hands? Yikes forever. No, use the shovel. What shovel? This shovel. That shovel, okay. Yeah, chắc chắn là không có gì đặc biệt với cái việc là có một cái xẻng lao từ dưới đất lên một nơi kinh khủng. Và tôi sẽ dùng cái xẻng ấy đi đào cái nghĩa trang của con thú vật nơi người ta chôn một con cá vàng. Oh my god. Theo nghiên cứu thì cá vàng là loài có trí nhớ ngu sợ. Theo nghiên cứu thì cá vàng là loài có trí nhớ thấp nhất thế giới. Nên là mình nghĩ là nó cũng sẽ không thù hằn mình nếu mình đào mộ lên và không cho yên nghỉ đâu nhỉ. Đúng không? Ở đây chúng ta có cái gì đây? Một hình trái tim. Định mệnh biết cái nào là in con cá vàng. Tại sao chúng mày không in đi con cá vàng là cái mộ cho tao dễ tìm hơn chút máy. Mỗi cái mộ được một dòng chữ. Cái gì đây nữa? Có cả Dreamcatcher đây nữa. Holy guacamole, hello. Lục đất, cất châu. Hết rồi. Xem nào, xem được cái gì. Mr. Bubbles. Mr. Bubble. Mr. Bubble là đúng. Đúng không? Tại vì cá dưới nước thì có nhiều bong bóng. Bong bóng, bóng 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 bóng. Mình nghĩ là con này. Hy vọng là đúng. Nào lên đi. Congratulations, Miss Fortune. You found the prize. Really? Yes. Cái gì đây? You see the little box? Open it. Oh, okay. Exciting. Okay. Oh, hạnh phúc vĩnh cửu. Is this the prize? But there's only a note. What? Yes, it says, I stole your eternal happiness. Signed. No, con cá khốn nạn mày, con cá khốn nạn thật sự. It didn't. Tao đã tin mày. I knew the fox was trouble. Tao tin tưởng mày, tao nghĩ mày là người tốt, đi đâu tao muốn gặp mày lại.
I really wanted to just like mommy with this. No. What should I do now? Tôi đã phải đào cả cái cha con cá này. Get your happiness back. I'm sure he hasn't gone far away. Let's go find him. Yes, let's do that. Tao sẽ tìm mày bằng được và tao sẽ xử lý mày, đồ cao xúc vật. Đâu đây rồi? Oh, nó bung bê. Did you steal my eternal happiness? Not cool. Come on, Benjamin. Give me back my happiness. Run after him. We can't let the fox get away again. He stole your prize. Benjamin really disappointed me. Okay, đi thôi. Mình có con búp bê nữa. Mình cần lấy con búp bê này. Trên tờ giấy nó ghi đó là khi một đứa trẻ không được yêu thương trong bóng tối, tìm kiếm về những thứ mà nó đã mất và lý do tại sao nó phải chịu đau đớn. When unloved children in darkness search for what they have lost. Là sao? For why they're in pain. Children in pain. Did you find something? Ông này vẫn không biết đúng không? No, you're imagining things. Mình vẫn nói dối. Mình ăn chua nói dối. Mình không quan tâm đến ông này. Ông đang hỏi cái gì? Tôi chỉ có hai con búp bê. Và hai con đấy, một con nói về cái mọi thứ bắt đầu với lời nói con quạ. Một thứ lại nói về đứa trẻ mất tích. Không hiểu lắm. Cái gì đây? The fox, they know how to hide. All right. Có một cái mộ ở đây. Hello. Mình cảm thấy mình đang đi sâu hơn vào trong này rồi. Cái gì đây? Cánh cửa à? Shake out this stone. It's nó ghi different một cái dòng. From regular stones, I'm telling you. I think you're right. Không biết là cái dòng chữ gì đây. Oh, Pakachi Wadapushi. Oh, yeah. Oh, this piece is loose. I'll take it for me. Maybe it works somewhere else. Oh. Okay, một cái phiến đá. There's nothing here. Nothing at all. Mình tháo ra rồi. Put it back. Oh, khoan đã, từ từ. Nhưng mình lắc vào, có một dòng chữ hiện lên. Bây giờ mình kiểu đọc dòng chữ này. The game of death is what feeds the shadows of the beyond. Huh? What does sao this mean? Sao mình có thể hiểu được cái dòng chữ này? Nonsense to me, Miss Fortune. Huh, really? Maybe there's some more nonsense around. Ok, mình đọc cái đấy rồi. Mình lấy hòn đá đi theo. Tức là nó nói gì liên quan đến cái trò chơi của cái chết. Nó sẽ cho một cái linh hồn quỷ quái để ăn. Oh shit, có lẽ những thứ mà mình đang cảm nhận có vẻ là những thực. Mình đang càng ngày càng dấn sâu hơn vào cái thứ gọi là trò chơi này. Looks very much like where the fox would hide the prize. Là cái bẫy à? You mean I should go down there? Yes, don't worry. Nothing bad will happen. No, ông nói thế thôi, tôi sợ okay. Lắm. You sound very sure. I'll trust you. Ok, mình có nhảy xuống không? Phải nhảy xuống à? I wonder why Benjamin will steal my prize. Tôi maybe sẽ nhảy xuống. Tôi không biết tôi sẽ làm gì sau khi mà tôi nhảy xuống nữa. Hy vọng là tôi không chết. Mình sẽ nhặt but từng cái cây ra một. Myself and for mommy. Hello? Anybody down there? Câu cái biển đây là cấm cáo. Tôi cắm đầu xuống đất rồi. Có chết không? Không, mình đã tỉnh dậy rồi. Toàn nến. That was a pretty big fall. Hello? Mr. Voice, are you there? Ông giọng nói không nói nữa rồi. Ông giọng nói câm rồi. Ok, và mình cũng sẽ im đây. Có lẽ là mình sẽ dừng tập này tại đây và hẹn gặp lại các bạn vào tập sau. Nếu thích tập này đừng quên để một like và subscribe cho chúng mình. Hãy comment phía dưới xem mình có nên làm thêm không nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại một video. Bye bye!